Một vụ cháy xảy ra vào chiều qua 18 tháng 12 tại khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe ô tô 7 chỗ của một người dân đang đậu trong vườn ươm bất ngờ bị bốc cháy rụi hoàn toàn, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một số người dân sống gần vườn ươm ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, bất ngờ phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Santa Fe đang đậu trong vườn ươm, bất ngờ bốc cháy ngùn ngục. Ngay lập tức, người dân địa phương trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cùng nhau tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bốc cháy quá mạnh, liên tiếp phát ra những tiếng nổ lớn nên người dân không dám tiếp cận quá gần nhận tin báo lực lượng chức năng đã điều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường khống chế đám cháy tuy nhiên khi lực lượng chữa cháy có mặt chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn lại khung xe nguyên nhân cháy đang được xác minh